Xin chào bạn Tô Túc Phan, đây là bạn trên trang web phan.com. Thì video này chúng ta sẽ tìm hiểu cái tới cái phần dựng mẫu là bạn modeler nè, quan trọng của cái phần mềm này, Vogue Edit nè. Nhấn vào đây, lưu ý hai bạn chọn modeler ha, sau đó ta click vào đây để tạo mới nè, create new asset. Rồi bạn chọn nơi lưu là bạn, lưu đâu cũng được, tùy bạn. Tôi share lại đi, tại vì cái này tôi hướng dẫn video này tôi hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng công cụ giao diện thôi, thôi đâu sao ta mới thực hành. Rồi, nó tương tự như cái video trước tôi hướng dẫn các bạn xong cái phần log á. Là trên đây là những cái menu chính nè. Lưu nè, lưu nè, xuất nè. Xuất định dạng OBJ nè bạn. Rồi, xuất lên trên cái chợ của nó nè. Edit, undo, redo, cắt dán, copy gì đó. Cắt dán, copy nè, chọn hết tất cả nè. Đó. Rồi, hết phản hồi. Lưu. Đây là những cái giao diện từ từ. Cái này để khoan nó nói đi, từ từ. Thì bạn sẽ thấy là cái này là xoay, cái này là lật, cái này là đối xứng, nói trước đây giúp tính tiếp. Còn cái này là hiển thị cái số đường lưới, cái độ rộng đó bạn, độ rộng theo 30 nè. Bạn đã thấy trên màn hình không, những ba cái mặt phẳng nó ghép lại nhau đó, nó thì nó theo ba độ rộng, nó theo 32 này bạn, 32 nè. Màu đỏ là x, màu này là xanh lá là y, này là z. Như tôi chỉnh thử ha, chỉnh thử 100 nè, enter. Bạn thấy chưa, màu đỏ nó kéo dài ra đường 100 rồi đó. Và bạn click đây chỉnh lại 32, enter. Còn đây là cách hiển thị, bạn hiển thị vô, hiển thị đang hiển thị dạng này. Rồi chút tôi vẽ bạn sẽ hiển thị gì. Rồi đây là vừa màn hình reset lại. Rồi cái này là chỉnh những công cụ. Ở đây nó sẽ có hai cái bạn, một là mod, mod là bốn cái này, còn hai là tool là những cái này. Rồi cái mod là nó sẽ có bốn cái này, cái phần phím tắt các bạn, nó thiết kế hay lắm bạn, thiết kế thông minh lắm. 1, 2, 4 nè. Một là công cụ chọn như Photoshop, hai là vẽ, vẽ giống như nãy người ta đã vẽ bạn, vẽ giống như người ta vẽ lock vậy. Rồi vẽ giống như tô màu bình thường thôi, vẽ thôi, núi lộn này là vẽ là dựng khối, còn số 3 mới là tô màu, số 4 là xóa. Ok ha, đây là bốn chế độ, bạn thuộc lòng cho tao 1, 2, 3, 4. Rồi tao nhấn đây cho nhanh ha, mỗi lần lít chuột lâu lắm, 1, 2, 3, 4. Rồi tưởng như mỗi cái chế độ đây thì nó sẽ có những cái công cụ khác nhau. Ví dụ như ta đang chọn cái này công cụ vẽ nè, vẽ theo bình thường. Tao sẽ chọn cái chế độ này đi, chế độ vẽ này đi. Rồi tao sẽ vẽ thử cho bạn xem. Tôi đang ở màu tím, bạn bên đây là hiển thị màu nè, giống như cái ta học lock hồi nãy là đây là màu, còn đây là những cái bảng màu. Tôi chọn màu khác đi, màu tím nó tối quá. Ví dụ như tôi cho màu màu xanh dương hay gì đi, xanh dương sáng tí đi. Rồi tôi vẽ cho bạn xem, thấy chưa, nó tôi click đây thì nó vẽ thôi. Nhận lưu ý là tôi đang chọn tương với mỗi cái chế độ mod này, bạn có bốn chế độ không thì nó sẽ tương với những cái tool này. Vô tôi đang chọn cái vẽ nè, số 2 nè, thì đây là công cụ vẽ theo bất kỳ, vẽ từng cái một, từng ô một. Còn đây là vẽ theo nguyên cái đường thẳng, đường line nè, đó, đường thẳng, đường line đó. Còn đây là quét, vẽ theo dạng quét, nó mà ít dùng lắm, vẽ theo dạng quét ít dùng lắm. Cái thứ hai là vẽ theo cái hộp này, hộp này ta thường hay sử dụng nhất các bạn, nó có phím tắt luôn nè, ở đây nó có phím tắt hết á, nhưng mà thường thôi nhớ nhiều mất công, bạn nhớ cái này thôi nè, chữ E thôi, nhớ cho tôi là 1, 2, 3, 4 trên đây với chữ E trên đây là được rồi. Dạng quét này rất là thường dùng, rất là dùng, làm rất là mau bạn. Rồi còn đây là vẽ theo cái dạng phay, là dạng mặt phẳng. Mặt phẳng bạn, nghĩa là ví dụ như bạn chọn cái mặt nào đó, bạn lít cái là nó sẽ đầy lên đây. Ví dụ lít thử nè, thấy chưa, rất là mau luôn. Rồi hai cái này thường hay sử dụng lắm các bạn. Cái này là dạng quét, còn cái dưới là theo mặt phẳng. Rồi cái này là dạng tô màu. Tô màu bạn, tô màu nguyên cái thùng sơn, tô màu nền á. Ví dụ như tôi đang chọn màu nâu ha, lít vô đây nó tô nguyên cái này luôn, xin lỗi. Ctrl Z lại. Thôi được, khoan hãy dùng cái này ha, không rành thì đừng dùng thùng sơn này. Rồi cái này công cụ hút màu. Dù tôi đang ở màu cam, màu vàng, hút ra thêm ra màu vàng đó. Rồi đường đây là gì, thay đổi hai chục độ thôi, nhưng mà thôi không nên thay đổi cái đây mặc định. Còn đây là render nè, frame tool, thôi bỏ qua luôn đi. Rồi vậy là xong đó bạn. Đó là nãy giờ chúng ta đang làm với cái công cụ là vẽ thêm. Công cụ này là công cụ vẽ thêm các bạn ha. Đây vẽ thêm đây. Lưu ý là mỗi cái công cụ này nè, bạn phân biệt cho kỹ, tương ứng với, xin lỗi, mỗi cái công cụ này nè bạn, nó tương ứng với những cái này. Nghĩa là công cụ vẽ thêm này nó có thể là dùng được tất cả những cái mod đó, thì dùng hết tất cả được những cái tool này. Rồi thì tương tự vậy, chúng ta sẽ có chế độ tô màu thì nó cũng sẽ dùng được hết tất cả những công cụ dưới đây đó. Thấy chưa, phân biệt cho rõ ha. Đó rồi công cụ xóa vậy, tương ứng với một cái công cụ đang chế độ là mod là xóa nè, thì nó cũng thể sử dụng hết được những cái công cụ dưới đây đó. Tôi cố tình vẽ cho bạn hiểu, thấy chưa. Rồi tôi sẽ làm thử cho bạn xem nè. Như tôi đang sử dụng cái công cụ vẽ đi, thì tao vẽ được từng cái giống như nãy giờ rồi.
đó. Thì tôi cũng có thể sử dụng công cụ tô màu để tôi tô màu từng cái. Ví dụ tôi chọn màu khác đi, màu đỏ đi. Đây tôi tô màu từng cái. Rồi tương ứng với công cụ tô màu này, tôi cũng có thể sử dụng công cụ xóa để tôi xóa từng cái, xóa từng cái nè. Đó. Ok ha. Ví dụ như bạn chọn công cụ đường line gì, ví dụ công cụ mà theo khối đi, thì ta cũng có thể vẽ theo nguyên khối. Ngược lại chúng ta cũng có thể là xóa theo nguyên khối. Đó, cũng có thể là tô màu theo nguyên khối. Lưu ý tôi chọn màu khác để cho nó khác đều vàng. Đó. Nên tôi thích cái nhóm công cụ là nó thiết kế rất là thông minh. Thứ nhất về cái phần phím tắt 1, 2, 4 là rất là ok rồi. Cái thứ hai là tương ứng với cái chế độ mod nào thì nó sẽ sử dụng được từng cái công cụ ở đây. Rồi ví dụ như vẽ theo từng ô, hay là vẽ đường thẳng, hay là vẽ theo khối, hay vẽ theo mặt. Còn này tương tự gì, đây là tô màu, còn đây là xóa. Xóa cũng phải vẽ xóa từng ô, như đây là xóa từng ô nè, hay là xóa theo dạng đường thẳng, hay xóa theo khối, hay xóa theo mặt. Đó, rất là hay các bạn. Nghĩa là tương ứng với một chế độ mod này thì chúng ta có thể dùng hết tất cả những công cụ bên dưới. Rồi công cụ mà chọn này là gì bạn, chọn này ví dụ tôi chọn thử bạn xem nè, đích giờ giữ trái không buông rên thì nó chưa, nó chọn được đó. Thì công cụ chọn chứa là ta chọn để di chuyển các bạn, chọn để ta di chuyển đây nè, nó di chuyển theo hướng nào nó tùy ta. Sau khi ta chọn xong chúng ta di chuyển đối tượng nó đi đâu đó đi, nó chỉ dùng được chuyện đó thôi. Rồi còn vấn đề xóa thì đây nó không có sử dụng được cái phím delete để xóa, hay bắt buộc bạn phải click vô cái nút này bạn xóa nó. Ok ha, đối với cái phần mềm này không có dùng để delete được. Rồi bắt đầu ta sẽ như ta muốn xóa hết tất cả sao ta, ta chọn quét chọn thử đây. Hình như đây có chức năng xóa nè, ta chọn thứ này coi xóa hết tất cả không. Cái này nó giống như là cái công cụ cây đũa thần Magic Wand Tool trong Photoshop vậy bạn. Nghĩa là bạn chọn, nó sẽ chọn hết những cái có liên quan của cái đối tượng này. Vô tôi click vô đây nè, bây giờ nó chọn hết những có liên quan. Cái này nè bạn, bạn có hình dung giống như là cái nó chọn hết tất cả những đối tượng nào mà có dính liền với nó vậy. Giống như cái cây đũa thần á, tôi nhớ không làm mà cái tên bên Photoshop là Magic Wand Tool đúng không đó. Thì bạn chỉ cần tôi đang chọn công cụ xóa nên cái này nó sẽ chọn những cái liền kề này, xóa hết tất cả những cái nhóm này luôn đó. Rồi lưu ý ha, công cụ này ha. Rồi đây là chọn nè, vẽ nè, xóa nè, tô màu nè, rồi cái này là vẽ từng cái nè, vẽ đường thẳng nè, quét mặt phẳng nè, cái này là vẽ theo khối thường hay sử dụng nhất nè, cái này là theo mặt phẳng nè, còn cái này là giống như là chọn những cái giống mạo nhau, khúc màu. Rồi xong tới trên đây thì công cụ xoay đây, ví dụ như ta đang vẽ một cái gì đó, tôi vẽ thử một cái gì hả bạn, như tôi vẽ như ở đây đi, tôi xin lỗi đâu rồi, vẽ ở đây màu nào, màu vàng đúng rồi. Rồi xoay nè bạn, thấy chưa, nó sẽ xoay, nó xoay theo cái trục x trục y z đó. Còn này lật lật qua trái lên phải nè, nó lật lật theo cái tâm nó là giữa đây bạn ha. Nãy cái tâm mà tao lít đâu cho bạn thấy cái tâm thôi nè ta, tâm 90 độ là lít vô cái nút này đúng không nè, nó sẽ lật. Nhưng mà thôi những cái này ít dùng lắm, cũng có dùng khi nào mà mình vẽ mà bạn muốn cho nó xoay cái thấy cái mặt sau lưng cho nhanh đó thì bạn dùng này, còn nếu không thì khỏi dùng. Rồi còn này là gì, lật bằng lật trái lật phải đó, lật cho đối tượng đâu qua trái phải cũng thường hay dùng. Cái này này thì thường hay dùng lật nè. Còn cái đối xứng này cũng rất là thường dùng. Cái đối xứng này là gì bạn, ví dụ như bạn vẽ bên trái thì bên phải đối xứng theo, nó sẽ ba trục x y z luôn. Ví dụ bạn bật lên, ví dụ tôi đối xứng qua trục x ha, là tôi sẽ vẽ một cái gì đó bên trục bên tay trái nè, thì bên phải tự động nó sẽ xuất hiện. Rồi cái này rất là thường dùng ha, trường hợp chúng ta vẽ những cái đồ vật có tính đắc đối xứng, giống như là người ta vẽ người á, thường người ta vẽ người này, vẽ chiếc xe nè, nó thì nó sẽ đối xứng, nên này dùng nhiều lắm. Cái này là kích thước của lưới này thôi, còn này là cách hiển thị. Ví dụ như mặc định thường á là cái này nó sẽ trơn trượt như vậy, đôi lúc thì nó khó nhìn lắm, nên ta thích bật cái này lên đó, để người ta biết người ta vẽ đang ở vẽ ô thứ mấy, thấy chưa đó. Mặc dù nhìn nó không đẹp thiệt nhưng mà nó thuận tiện cho việc chúng ta đang tạo cái hình, hay cho nó phân biệt ra từng ô là nhìn ra dễ hơn. Rồi tùy bạn thôi, con này là chỉ thấy được đường viền thôi, thấy chưa, này thì thấy đường viền, con này là không thấy được hết luôn, tùy bạn ha. Rồi như là bạn thấy một cái là đây, bạn thấy cái đường lưới này nó rất là dày đúng không bạn, thì nó sẽ phụ vô cái độ phân giải. Ở đây là nhân đôi bộ phân giải lên nè, còn đây là giảm độ phân giải đó. Ví dụ như bạn nhìn thấy cái những cái đường viền nè, lít dưới đây, thấy chưa, chúng ta đang tăng cái độ phân giải lên đó, còn đây là giảm độ phân giải xuống nè. Giảm độ phân giải xuống thì đồng nghĩa chúng ta đang giảm độ phân giải xuống, đồng nghĩa với cái hình này nó sẽ bự lên. Ok ha. Rồi còn gì nữa ta, còn nên ta di chuyển đối tượng vô, ta tăng độ phân giải này cho nó nhỏ này lại, không được, nó lỡ nó cái khối hợp ta đã nhỏ rồi, bạn muốn cho tăng cái
cái khung bao quanh, bằng cái khung bao quanh là cái hộp là ba mặt phẳng nè, thì bạn tăng này lên, giờ tôi tăng lên là 32 đi, enter, rồi 32, enter, 32, enter, là ba cái mặt phẳng này bạn, một nè, hai nè, x y z nè, nó x y z nè, x nè 32, 32 nè, rồi đây nó có chức năng là di chuyển đối tượng của ta nè bạn, còn lít dưới đây nè, di chuyển qua trái, rồi di chuyển theo trục y nè, lên xuống nè, di chuyển theo trục xin lỗi trục z, di chuyển trục y nè, lên xuống nè, thấy chưa, này là nút di chuyển, đây là bảng màu, màu, còn đây là bật sáng đèn neon, ha. Bật lên thì nó giống như là cái đối tượng chất liệu của ta là cái đèn neon, cái sợi tóc đèn neon rất là sáng, rồi còn đây là cái phần giao diện hiển thị, đây, cái phần mà điều khiển nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn á, thì bạn biết rồi, bấm to nhỏ là sử dụng lăn chuột, rồi di chuyển màn hình là giữ đèn lăn chuột, còn xoay là chuột phải, những cái này tôi nói view trước rồi ha, rồi còn đây là hiển thị cái giao diện, đây hai cái vách hai bên nó bị mất tiêu nè, bạn lít dưới đây nè, thấy chưa, còn đây là cái mặt phẳng chứa nó dưới nó mất nè, nó mặt phẳng bên dưới á, rồi còn đây là xuất hiện hay ẩn hai chục độ nè, thấy cái không, hai chục độ cho chúng ta biết nè, còn này là dùng cái animation hay làm gì á, cái chế độ gắn xương, hiển thị xương như nè, nhưng mà thôi đi, không quan tâm cái đó, chúng ta chỉ dựng mẫu thôi, rồi là cơ bản là xong đó bạn, video này tôi dẫn bạn xong cái phần lý thuyết rồi, hết cái phần giao diện luôn đó, rồi sau chúng ta sẽ làm thử chơi chơi một cái gì ha, nhấn này để chụp hình lên nè, sau khi làm xong chúng ta sẽ xuất cái file nó ra bên những cái phần mềm 3D khác như Simafody, Maya, Blender gì đó tùy bạn, rồi bạn hãy cộng vô những cái trình enzyme để làm game Unity, Unreal gì đó. Và đặc biệt là cái này chúng ta xuất trực tiếp qua đó luôn ha, không không cần phải qua cái một cái thao tác trung gian để tạo cái tester nữa, cái họa tiết á, giống như cái phần mềm Godshell bạn, phải tạo ra cái chất liệu nữa, nó mất công, còn này chúng ta xuất thẳng ra luôn, xuất ra file PNG luôn, rồi nó nên cái tôi thích phần mềm này với lại cái giao diện cái phần phím tắt cho mô đồ này tôi rất thích, làm rất là dễ bạn, rồi đặc biệt phần mềm này miễn phí nữa, rồi quay đôi xa thực hành một vài cái mẫu thì bạn sẽ thấy nó ưa thích cái phần mềm này hơn là phần mềm Godshell kia. Phần mềm này có tên là mềm này là gì, Vox Edit ha, đâu tiêu rồi, phần mềm này có tên là gì, Vox Edit. Rồi tôi kết thúc video này đi, tôi Tú Phan đã dẫn bạn trên trang web là fan.tú.com, hẹn gặp lại các bạn.